đang nghe chương trình trên kênh truyền thông của Hội Thánh Mơ Ước. Từ những trải nghiệm của cuộc sống và những hình ảnh quen thuộc, chúng tôi mong muốn mang bạn lại gần với Chúa của tình yêu và Chúa của sự thành tín, để chúng ta thấy Ngài thật gần và giúp chúng ta làm theo lời của Ngài. Mài bén lưỡi rìu cùn. Có một chàng tiều phu đến gặp ông chủ xưởng gỗ để xin làm việc. Thấy anh thật thà, lại khỏe mạnh, nên ông chủ liền nhận ngay lập tức. Chàng tiều phu hăng say làm việc ngày đêm rất chăm chỉ. Anh thường xuyên vào rừng để đốn thật nhiều gỗ mang về cho chủ. Ngày đầu tiên, anh mang về được 18 cây gỗ. Thấy thế, ông chủ liền khen và khích lệ anh cứ tiếp tục phát huy. Chàng trai vui sướng vì lời khen ấy, nên rất hăng hái làm việc. Mỗi ngày, số lượng gỗ mang về càng lúc càng nhiều hơn, 20 cây, 25 cây, rồi 30 cây. Số tiền kiếm được từ việc bán gỗ cứ tăng dần, nên ông chủ rất tin tưởng anh. Cho đến một ngày kia, chàng trai vẫn đốn gỗ như thường lệ và tự tin rằng mình sẽ chặt nhiều hơn ngày hôm qua. Tuy nhiên, ngày hôm đó anh chỉ thu về được 15 cây. Chàng trai liền cảm thấy chán nản và nghĩ rằng khả năng của mình đã không còn. Thế là anh tâm sự những mệt mỏi và thất vọng của mình với ông chủ. Nghe xong, người chủ hỏi: "Lần cuối cùng anh mài lưỡi rìu của mình là khi nào?" Bấy giờ, anh chàng ngớ người ra và đáp lại: "Thực ra tôi cứ chăm chú vào việc đốn cây mà không dành thời gian để mài bén lưỡi rìu của mình." Sau cuộc trò chuyện, chàng trai mới ngẫm lại và cảm thấy mình đã lãng phí nhiều công sức, thời gian, chủ quan về sức khỏe của mình mà quên mất rằng phải mài thật bén dụng cụ làm việc để duy trì và phát huy hiệu quả ngày càng tốt hơn. Nhiều lúc trong cuộc sống, chúng ta cũng giống như chàng trai kia, nỗ lực hết mình, chăm chỉ hết sức, tự tin vào khả năng của bản thân. Nhưng rồi kết quả càng về sau lại không giống như lúc khởi đầu. Chúng ta thất vọng và chán nản với suy nghĩ: "Tôi đã mất hết khả năng, tôi là người thất bại." Truyền đạo đoạn 10 câu 10 có chép rằng: "Lưỡi rìu cùn mà không mài cho bén, hẳn phải phí nhiều sức, nhưng sự khôn ngoan giúp ích cho sự thành công." Quý thính giả thân mến, làm việc phục vụ trong sự hăng say và nhiệt huyết là một điều tuyệt vời. Được người khác khen ngợi cũng không có gì xấu. Tuy nhiên, nếu chúng ta tự hào trước lời khen ngợi và tự mãn về khả năng riêng của mình, thì hãy cẩn thận. Khả năng riêng có giới hạn, và đến một lúc nào đó, chúng ta sẽ bị kiệt sức vì khả năng riêng không thể đưa chúng ta đi xa và đi lên chốn cao hơn. Để đạt được và duy trì sự thành công lâu dài, trước khi làm bất cứ một việc gì, chúng ta cần phải cầu nguyện, xin Chúa ban cho mình sự khôn ngoan từ Ngài. Sự khôn ngoan của chính chúng ta không thể nào vượt trội hơn sự khôn ngoan thiên thượng. Sự khôn ngoan của Chúa sẽ phá vỡ những giới hạn, đưa chúng ta đến thành công mà không phải kiệt sức. Tuy nhiên, không phải chỉ khi nào cần thì chúng ta mới chạy đến với Chúa và cầu xin Ngài ban sự khôn ngoan. Duy trì mối tương giao thường xuyên với Đấng ban sự khôn ngoan cũng là một hành động của sự khôn ngoan. Thời gian riêng tư với Chúa chính là lúc mà chúng ta được thêm năng lượng, nhận lấy sự sống sung mãn dư dật từ Ngài để có thể làm việc và phục vụ mà không kiệt sức. Người không có mối tương giao khăng khít với Chúa cũng giống như các cây không được trồng gần dòng nước, chắc chắn sẽ bị khô héo. Chúng ta càng lệ thuộc vào Chúa nhiều bao nhiêu, chúng ta càng thành công nhiều bấy nhiêu. Chúng ta càng ở gần Chúa nhiều bao nhiêu, chúng ta càng sung mãn nhiều bấy nhiêu. Chính sự khôn ngoan đến từ Chúa sẽ giúp chúng ta tránh được việc lãng phí thời gian, công sức một cách vô ích, đồng thời nhận biết được những cạm bẫy hoặc chướng ngại nào còn đang ngăn trở mình. Chắc hẳn chúng ta sẽ mất rất nhiều sức lực nếu việc làm hoặc sự phục vụ của chúng ta thiếu mất đi sự sức dầu đến từ Chúa. Làm việc vất vả, hối hả mà không cậy sức Chúa thì ắt hẳn mọi việc đều đổ sông, đổ biển. Vậy, chúng ta nên làm gì để lưỡi rìu của mình được sắc bén mỗi ngày? Trước hết,
chúng ta cần biết rằng mỗi người đều được Chúa ban cho một lưỡi rìu, hay cụ thể là những khả năng khác nhau để làm những việc ích lợi. Phần của chúng ta ấy là hãy để cho Chúa tự do biến lưỡi rìu của mình trở nên đắt giá bằng quyền năng vô song của Ngài. Qua đó, những người xung quanh có thể nhìn thấy sự khác biệt bên trong mỗi cơ đốc nhân và ngợi khen Đức Chúa Trời. Hãy luôn dành thời gian mật thiết trong mối tương giao với Chúa mỗi ngày, vì tại chỗ đó, Chúa Thánh Linh sẽ là đấng luôn đồng hành cùng chúng ta. Chính Ngài sẽ chỉ dẫn từng bước chúng ta đi, giúp chúng ta tránh khỏi những sự lãng phí về sức lực, thời gian hay gặt lấy những hậu quả đáng tiếc. Đừng mãi tập chú vào công việc, nhưng hãy luôn tự hỏi lưỡi rìu có còn ở trạng thái sắc bén hay không. Đừng mãi chú tâm vào sự khen ngợi, nhưng hãy dâng mọi vinh hiển lên cho Chúa, vì mọi khả năng đều đến từ Ngài. Chỉ duy chính Chúa là đấng ban năng lực, sức khỏe và sự khôn ngoan cho chúng ta. Do đó, chúng ta phải luôn hạ mình trước Ngài, sẵn sàng học hỏi như một người học trò nhỏ để biết được ý tưởng của Chúa. Sự khôn ngoan đến từ Chúa là sự khôn ngoan quý giá nhất mà con người ngoài kia đang tìm kiếm. Món quà ấy luôn có sẵn cho mọi cơ đốc nhân biết khao khát và cầu xin. Ai có được sự khôn ngoan từ Chúa, người ấy chắc chắn sẽ thành công mà không hao phí nhiều sức lực. Với trọn cả tấm lòng, chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện. Thưa Cha Thiên Đàng yêu dấu, xin Ngài ban cho chúng con sức mới, tràn đầy năng lực mỗi ngày. Chúng con sẽ không tìm kiếm sự khôn ngoan riêng của mình, mà đánh mất mối tương giao mật thiết với Ngài. Nhưng trái lại, xin Chúa giúp chúng con luôn dành thời gian cho Chúa, để càng ngày càng bước lên chốn cao hơn trong mối tương giao với Chúa và sự phục vụ Ngài. Xin Cha dạy cho chúng con luôn hạ mình trước Chúa và khiêm nhường với mọi người, để chúng con mở lòng đón nhận sự dạy dỗ của Ngài và không cậy vào sức riêng của mình. Cầu xin Chúa ban cho chúng con sự khôn ngoan của Ngài, để chúng con nhận biết và hành động theo ý muốn Chúa, hầu cho chúng con không làm điều sai trật. Chúng con nguyện đầu phục hoàn toàn sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh và sẵn sàng thay đổi để ý muốn Chúa luôn là điều ưu tiên trong cuộc sống. Chúng con biết ơn Chúa. Với hết cả tấm lòng, chúng con cùng hiệp chung cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Nếu bạn có thắc mắc hay muốn tìm hiểu thêm về Chúa, hoặc có những lời chứng muốn được chia sẻ hay nan đề cần được cầu nguyện, vui lòng liên hệ qua Zalo hoặc hotline 0938 31 57 31 để lại comment hoặc inbox trên fanpage của Hội Thánh Mơ Ước. Gửi email về cho chúng tôi theo địa chỉ dreamchurch1213@gmail.com. Và đừng quên chia sẻ video này đến với bạn bè và người thân của mình nhé. Chúc bạn và gia đình luôn bình an.